Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020 phát trên sóng FM tần số 88,3 MHz của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều. Chương trình hôm nay sau phần tin, mời quý vị và các bạn nghe bài Làm giàu từ mô hình chăn nuôi lợn khép kín. Tiếp đến là chuyên mục khám phá trong tuần với bài Các di tích nhà Trần ở Đông Triều, điểm cộng cho Yên Tử trở thành di sản thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Bí thư Đảng bộ cơ sở cơ quan chính quyền Đảng bộ thị xã Đông Triều đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2020 cho đồng chí Vũ Đăng Thêu. Đồng chí Vũ Đăng Thêu sinh ngày 3 tháng 7 năm 1960, vào Đảng ngày 17 tháng 6 năm 1980, chính thức ngày 17 tháng 12 năm 1981, quê quán tại xã Ít Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, sinh hoạt tại Đảng bộ cơ sở cơ quan chính quyền Đảng bộ thị xã Đông Triều. Chiều cùng ngày, Đảng bộ cơ sở cơ quan chính quyền Đảng bộ thị xã Đông Triều đã tổ chức gặp mặt tặng hoa chúc mừng và chia tay đồng chí Trần Chính Thắng, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, nguyên thủ trưởng cơ quan kiểm tra thanh tra thị xã Đông Triều. Đồng thời, Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở cơ quan chính quyền Đảng bộ thị xã Đông Triều đã họp thông qua một số nội dung quan trọng như đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trong tháng 9, công tác phát triển Đảng, triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát. Đảng ủy phường Mạo Khê cũng vừa tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2020. Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Đề, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy phường Mạo Khê đã trao tặng huy hiệu 65 tuổi Đảng cho hai đảng viên, huy hiệu 60 tuổi Đảng cho một đảng viên, huy hiệu 55 tuổi Đảng cho 5 đảng viên, huy hiệu 50 tuổi Đảng cho 5 đảng viên, huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên và trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 7 đảng viên thuộc 12 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên, đồng chí Hoàng Văn Đề, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy phường Mạo Khê đã trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của các đảng viên lão thành và mong muốn các đồng chí tiếp tục tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tích cực động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng phường Mạo Khê ngày càng phát triển. Thực hiện cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế và chỉ đạo triển khai của Cục Thuế Quảng Ninh về khai thuế điện tử, thời gian qua, ngành thuế Đông Triều đã rất tích cực tuyên truyền phổ biến đôn đốc các đơn vị doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký nộp thuế điện tử. Theo thông tin từ Chi cục Thuế Đông Triều, đến thời điểm này, trên địa bàn thị xã đã có 90% số đơn vị tổ chức doanh nghiệp đăng ký và thực hiện thành công khai và nộp thuế điện tử trên tổng số 792 đơn vị đang hoạt động. Nộp thuế điện tử qua mạng là dịch vụ góp phần từng bước hiện đại hóa công tác thu thuế của nhà nước, mang đến những lợi ích to lớn về tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực cho người nộp thuế, các doanh nghiệp, cơ quan hải quan, các ngân hàng thương mại. Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và được ngân hàng thương mại xác nhận kết quả ngay sau khi nộp. Đại diện Chi cục Thuế Đông Triều cho biết, đối với người nộp thuế, việc nộp thuế điện tử mang đến rất nhiều lợi ích. Những lợi ích này thực sự có ý nghĩa không chỉ đối với kế toán mà còn đối với rất nhiều các nhà quản trị khi muốn kiểm tra, kiểm soát tình hình nộp thuế của doanh nghiệp mình, tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch, đơn giản thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ thuế, nộp thuế tại bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet, nộp thuế 24/7, kể cả ngày nghỉ lễ, có thể truy cập cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế để xem, in tải về các thông báo, giấy nộp thuế điện tử đã nộp, được sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác của ngân hàng thương mại. Cùng với đó, đối với các cơ quan thuế, nộp thuế điện tử cũng mang lại rất nhiều tiện ích như nhanh chóng, thuận tiện, giúp cho cơ quan thuế giảm nhẹ được rất nhiều các công đoạn, công việc nhẹ nhàng và áp lực giảm đi rất nhiều, tiết kiệm nhân lực, đơn giản quy trình thu nộp thuế, đảm bảo an toàn trong công tác quản lý, kiểm soát tình trạng nộp thuế dễ dàng theo từng ngày từng giờ, hạn chế tối đa phải điều chỉnh chứng từ nộp tiền còn sai sót thông tin, giảm tình trạng xử lý các thông tin sai lệch xuống mức nhỏ nhất và cuối cùng là tăng mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp.
Thời gian qua, thị xã Đông Triều đã tập trung phát triển mạnh thị trường địa phương, thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh phong trào người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phát động phong trào tiết kiệm trong toàn hệ thống chính trị và xã hội để dồn nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế. Thị xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa, tăng cường củng cố danh mục và quảng bá các sản phẩm OCOP của thị xã Đông Triều, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm phục vụ các địa điểm du lịch khác trong tỉnh. Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh cho du lịch địa phương là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn và trở thành sự lựa chọn hàng đầu của du khách. Trong tháng 8, Ủy ban Nhân dân thị xã đã tích cực chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã phường tăng cường công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực du lịch, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tháng 8, thị xã đã đón trên 15.500 lượt khách tham quan, chủ yếu là khu di tích Nhà Trần, điểm du lịch Quảng Ninh Gate, điểm du lịch công viên nước Hà Lan. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 88,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, chịu khó tìm tòi học hỏi, mạnh dạn áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào phát triển sản xuất, anh Nguyễn Văn Bích ở khu Xuân Quang, phường Yên Thọ đã thu được thành công lớn từ việc xây dựng mô hình chăn nuôi lợn khép kín. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài Làm giàu từ mô hình chăn nuôi lợn khép kín của phóng viên Đinh Yến. Khu chuồng trại chăn nuôi có diện tích 2 hectare được anh Bích xây dựng khoa học biệt lập hoàn toàn với xung quanh, hệ thống đèn điện và quạt điều hòa không khí hoạt động 24/24 giờ, duy trì ánh sáng, không khí thông thoáng cùng nhiệt độ ổn định suốt 4 mùa. Trang trại thường xuyên duy trì từ 3.000 cho đến 3.500 lợn các loại. Ông Nguyễn Văn Bích, khu Xuân Quang, phường Yên Thọ cho biết. Trại của tôi năm nay là năm thứ ba. Từ ngày bắt đầu tôi về đây tôi xây dựng. Thì cũng trải qua rất nhiều những giai đoạn cũng khó khăn. Ví dụ như năm đầu tiên là có sản phẩm thì năm đấy là giá lợn nó chỉ tầm khoảng 30. Thế này những năm đầu là gặp rất nhiều khó khăn. Hôm qua cái đợt giá nó thấp ấy, thì lại trải qua những cái giai đoạn dịch bệnh. Thế cũng rất là may là trang trại tôi nó còn mới. Thứ hai là như vậy an toàn sinh học là ở đây chúng tôi cũng làm tương đối là chuẩn. Cùng chúng tôi đi tham quan hệ thống chuồng trại, anh Bích vừa vui vẻ chia sẻ. Chăn nuôi quan trọng nhất là phải tiêm phòng đầy đủ cho đàn lợn, thường xuyên kiểm tra thú y và giữ cho nhiệt độ của chuồng nuôi ổn định hợp lý. Chính vì vậy, gia đình anh Bích đã chủ động tìm hiểu kiến thức qua sách báo và tranh thủ sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, nhân viên thú y để đảm bảo môi trường chăn nuôi an toàn, tiêm phòng dịch bệnh cho lợn đúng thời điểm và liều lượng. Nhờ áp dụng quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt nên đàn lợn của gia đình anh Bích gần như miễn dịch với các loại dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Bích, khu Xuân Quang, phường Yên Thọ cho biết thêm. Quả thì giá lợn bán này bây giờ thì mọi người cũng biết rồi, đúng không? Năm nay thì là năm là giá lợn chưa bao giờ nó được giá như thế, nên là cũng đầu tư về những cái lúc năm mà nó khó khăn thì cũng đã trang trại cũng đã thu được cái lợi nhuận lợn gần như là hết. Toàn bộ chất thải của đàn lợn cùng phụ phẩm chăn nuôi đã được anh Bích xử lý thông qua hệ thống hầm ủ sinh học và hầm biogas. Sau xử lý, lượng chất thải này lại trở thành nguồn phân bón quan trọng để phục vụ cho vườn rau ao cá của gia đình. Trung bình mỗi năm trang trại xuất 700 đến 800 tấn lợn thịt. Bên cạnh đó, anh còn kết hợp với nuôi trồng thủy sản với diện tích 2 hectare cho giá trị kinh tế cao. Tổng thu nhập gia đình anh đạt trên 20 tỷ đồng một năm, lợi nhuận sau khi trừ chi phí đạt 2 tỷ đồng một năm, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 15 cho đến 20 lao động với mức lương từ 6 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Anh Lưu Văn Huyên, khu Xuân Quang, phường Yên Thọ cho biết. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân sự về thì tôi trở về địa phương. Trong thời gian tôi trở về thì tôi có đi làm ở một trại ở dưới Phú Thọ. Sau khi thì chú Bích, chú xây dựng trang trại khép kín thì xong tôi lại quay lại làm cho chú. Bởi vì cái đầu tiên là
làm thì nó cũng là người địa phương, nó cái thứ hai nữa là nó ở gần nhà. Thành công từ mô hình nuôi lợn khép kín của gia đình anh Bích đã mở ra hướng chăn nuôi mới, giúp người chăn nuôi giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí, tăng cao thu nhập, tiến đến tích lũy làm giàu. Ngoài ra còn cung ứng sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Đây là phương pháp chăn nuôi cần nhân rộng trên địa bàn toàn thị xã. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Làm giàu từ mô hình chăn nuôi lợn khép kín. Chuyên mục Khám phá trong tuần. Trong chuyên mục Khám phá trong tuần hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài Các di tích nhà Trần ở Đông Triều, điểm cộng cho Yên Tử trở thành di sản thế giới. Lộ trình đưa di tích Yên Tử trở thành di sản thế giới hiện đang được các đơn vị chức năng đẩy mạnh. Đây là di tích đầu tiên của Việt Nam được hoàn thiện hồ sơ theo hướng mang tính liên vùng, liên tỉnh, liên di tích. Trên 70 điểm di tích được đưa vào hồ sơ công nhận Yên Tử là di sản thế giới lần này nằm ở 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương. Tại Quảng Ninh, các điểm di tích trải dài từ Đông Triều đến Uông Bí, trong đó 14 điểm di tích nhà Trần tại Đông Triều được xác định là thành tố quan trọng. Với rất nhiều những di tích, di vật, lễ hội, nghi thức tín ngưỡng thời Trần còn lại trên địa bàn đến ngày nay, Đông Triều chính là vùng trầm tích nhà Trần đậm đặc không chỉ của Quảng Ninh mà của cả nước. Lợi điểm lớn của Đông Triều mà không vùng đất nào có được chính là quê gốc của các vị đế vương nhà Trần, là nơi Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông viên tịch. Ông Nguyễn Văn Sơn, trưởng ban quản lý di tích nhà Trần tại Đông Triều phân tích, trong cuộc đời con người có nhiều vùng đất, địa điểm từng đặt chân đến để học tập, làm việc, ghi dấu ấn công danh kỳ tích, nhưng quê gốc và nơi viên tịch thì chỉ có một. Đó chính là tính riêng có, giá trị linh thiêng của vùng đất và các di tích Đông Triều cũng là một điểm cộng khi xét hồ sơ công nhận Yên Tử là di sản thế giới theo hướng liên vùng, tỉnh, điểm di tích. 14 điểm di tích nhà Trần hiện đã được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, được Đông Triều gìn giữ và phát huy giá trị khá tốt. Cách bảo vệ di tích của Đông Triều trong thời gian dài vừa qua thiên về tôn trọng tính nguyên gốc, nguyên trạng di tích khá phù hợp với quy định và quan điểm của UNESCO. Thực tế, trong nhiều năm qua, Đông Triều ưu tiên trùng tu di tích thay vì tôn tạo di tích. Tức là ưu tiên việc bổ khuyết di tích, di vật trên nền tảng hiện vật hiện có. Đối chiếu di tích cùng loại hay những ghi chép sử liệu về di tích chứ không cố gắng làm mới, xây đè lên nền móng hay làm giả cổ, kể cả làm giả trên cơ sở nguyên mẫu cũ. Các di tích được trùng tu tôn tạo gần đây của thị xã Đông Triều đảm bảo tốt tiêu chí tôn trọng tính nguyên gốc nguyên trạng là Thái Miếu, Chùa Hồ Thiên, Am Ngọa Vân, Lăng Vua Trần Anh Tông, Chùa Ngọc Thanh và Lăng Tư Phúc. Tiêu biểu đối với di tích Thái Miếu, toàn bộ vị trí nền móng đã khảo cổ phát lộ sau khi xác định giá trị đều được giữ nguyên hiện trạng, vùi lấp lại để bảo quản trong lòng đất. Vị trí công trình Thái Miếu tôn tạo mới hiện nay được đặt ở vị trí phía sau nền móng cũ đã được khảo cổ. Như vậy, các dấu vết kiến trúc hiện vật của di tích cũ không bị làm mai một, xô lệch đi, là cơ sở để các thế hệ sau này tiếp tục nghiên cứu, xác định đầy đủ hơn về giá trị di tích cũng như cái nhìn toàn diện hơn về trình độ nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa đời xưa. Các di tích Hồ Thiên cũng đang được tôn tạo theo hướng giống như của Thái Miếu, tức công trình mới không đè lên dấu vết cũ. Lăng Vua Trần Anh Tông nằm giữa hồ chạy lốc được triển khai theo hướng trùng tu, không xây dựng công trình kiên cố mà chỉ gia cố sỏi cuội. Chùa Ngọc Thanh, Lăng Tư Phúc hiện đang đè ở dạng nguyên trạng, chỉ gia cố những chỗ bị xuống cấp để tránh mất dấu vết. Riêng Am Ngọa Vân, nơi ghi dấu Phật Hoàng Trần Nhân Tông viên tịch, mặc dù công trình hiện nay không phải nguyên gốc thời Trần mà mới được tôn tạo từ đầu thế kỷ 21, song thị xã Đông Triều cũng đã thỏa thuận với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong quá trình trùng tu tôn tạo di tích sẽ giữ lại, không xây mới, xây đè lên. Có thể thấy, các di tích nhà Trần tại Đông Triều hiện nay đang được bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị đúng hướng hiệu quả. Các di tích này chính là một phần bức tranh đời sống, văn hóa kinh tế, đời nhà Trần trên vùng đất Quảng Ninh mà các thế hệ hiện nay và sau này đều muốn tìm hiểu, khám phá. Hơn hết, các di tích nhà Trần tại Đông Triều còn góp phần làm giàu thêm giá trị cho Yên Tử trong lộ trình đưa Yên Tử trở thành di sản thế giới đang được các đơn vị chức năng tích cực triển khai hiện nay. Chuyên mục Phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn,
Ngày 18 tháng 8 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công điện số 15 về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, thực hiện ý kiến kết luận và chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh ngày 8 tháng 9 năm 2020, theo diễn biến tình hình dịch bệnh trên cả nước, đặc biệt là các địa phương lân cận tỉnh Quảng Ninh đã được kiểm soát tốt, để duy trì đồng bộ mục tiêu kiểm soát dịch bệnh và ổn định phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau. Kể từ 15 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2020, 1. Dừng hoạt động của các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, các chốt kiểm soát khu vực biên giới để ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép vẫn duy trì bình thường. 2. Các phương tiện vận tải hành khách công cộng, cá nhân xe chở hàng từ Quảng Ninh đến thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương và ngược lại, phương tiện đến hoặc đi từ các địa phương không có dịch của tỉnh Hải Dương và các địa phương khác hoạt động bình thường nhưng phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 3. Những người đến từ hoặc đi qua tỉnh Hải Dương thực hiện khai báo y tế theo quy định. Cán bộ công nhân, người lao động cư trú trên địa bàn tỉnh Hải Dương làm việc tại Quảng Ninh, đi lại làm việc bình thường nhưng phải thường xuyên theo dõi sức khỏe, kiểm soát lịch sử đi lại, kịp thời thông báo cho cơ quan và cơ sở y tế nếu có các biểu hiện dịch tễ liên quan đến COVID-19. 4. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, bar, pub, club, hộp đêm, dịch vụ Internet, trò chơi điện tử, cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu hoạt động bình thường. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định và kiểm soát chặt chẽ người đến điểm kinh doanh của đơn vị. 5. Thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, không tập trung đông người khi không cần thiết, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, tổ chức việc cưới, tang lễ gọn nhẹ an toàn. Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Truyền thông tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác truyền thông để người dân không được chủ quan, kiên quyết thực hiện nghiêm triệt để các quy định về phòng chống dịch, tăng cường công tác vận động nhân dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm, tăng cường việc kiểm tra giám sát, xử phạt theo quy định các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, thông tin rộng rãi các trường hợp vi phạm. Các khu vực biên giới thuộc các địa phương Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu vẫn thực hiện nghiêm kiểm tra các đường mòn lối mở, khu vực cửa khẩu vẫn thực hiện theo các quy định kiểm soát phòng chống dịch. Các sở ngành địa phương đơn vị tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, tăng cường triển khai các cuộc họp trực tuyến để giảm thiểu các cuộc họp tập trung đông người. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ngành đơn vị thuộc tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền các địa phương, cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm trước tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về các nội dung phòng chống dịch. Hãy cài đặt ứng dụng Bluezone để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Cùng cài đặt ứng dụng Bluezone, nếu có một người bị nhiễm COVID-19, thì những người đã tiếp xúc gần với người bị nhiễm trong vòng 14 ngày trước đó sẽ sớm được thông báo và được cơ quan y tế hỗ trợ sớm nhất, tránh lây lan cho người thân, gia đình và cộng đồng. Khi địa phương có trên 50% số người có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone, thì sẽ dễ dàng xác minh được người có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Khi đó, cơ quan y tế sẽ khoanh vùng chính xác hơn, phạm vi cách ly sẽ hợp lý hơn, không cần thiết phải cách ly hàng nghìn người như trước đây. Để tránh hiện tượng bị cách ly nhầm, cách ly số lượng lớn, bảo vệ người dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà máy, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cơ sở kinh doanh, địa điểm công cộng tăng cường vận động người lao động, người sử dụng dịch vụ, người ra vào địa điểm công cộng, cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone. Năm học mới sắp đến, để không còn những kỳ nghỉ học dài bất đắc dĩ, các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học đề nghị phụ huynh học sinh và sinh viên cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone. Bệnh viện là nơi có nguy cơ lây nhiễm cao, đề nghị bệnh nhân và người đến thăm, khám sức khỏe cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone. Hiện nay các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đang cùng với đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở triển khai hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone tại các điểm tập trung và đến từng hộ gia đình, đề nghị người dân và các hộ gia đình hãy cùng hợp tác và ủng hộ. Mỗi người dân hãy tự giác cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone cho mình và đề nghị người tiếp xúc với mình cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone. Đây là hành động nhỏ có ý nghĩa lớn, thiết thực góp phần hiệu quả phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hãy cùng nhau nâng cao thứ hạng của tỉnh nhà trên bảng xếp hạng cài đặt ứng dụng Bluezone trong cả nước.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có ý kiến đóng góp hoặc thông tin phản ánh xin gửi về Ban biên tập phát thanh Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều. Chương trình hôm nay do Thu Trang biên tập cùng với sự tham gia của kỹ thuật viên Vũ Yên, phát thanh viên Thu Trang thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung chương trình Trịnh Tuấn Anh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự tiếp theo.